Ơi! 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 Xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục lại là một dàn bò anh em ơi. Trong cái video ngày hôm nay, mình để ý là trên mạng rất là nhiều anh em trên top bảo mình bảo là Ba Sói TV ông này ông chuyên chăn bò trên trời. Đúng rồi, chuẩn. Mình thì chỉ có bò thôi anh em ạ. Bò hòa đàn thôi, không có cái một cái âm gì khác cả. Anh em yêu cầu nghe âm gì thì mình cho nghe âm đấy thôi. Chứ còn thực tế là như mình chỉ bò và hòa đàn trung thành hai âm này. Trời đấy. Nhưng mình hay chơi bò. Mình hay chơi bò. Mình chơi sáo đàn bò chứ không phải mình chơi bò đâu anh em ạ. Đấy, anh em mình nghĩ thế, chơi bò chỉ có Tú nó chơi được bò thôi. Hòa vãi cả vậy đấy. Tiếp tục trong video ngày hôm nay lại là một cái dàn bò mình test cho một anh khách anh em ơi. B55 2, 4, 6, 8, 9 quả D55 full đai đồng 9 quả anh em nhé. Đai đồng này đảm bảo là không xỉn màu. Đảm bảo 100% mà không bao giờ xỉn màu. Chơi đến lúc hỏng sáo, chơi đến lúc rách đai cũng không xỉn được màu. Đây là cái chân dung đàn bò mình lấy cho anh khách. Cũng hơn 2 đồng anh em ạ. Cũng hơn 2 đồng. Đấy, âm ủng như nào thì tí anh em cùng thẩm nhé. Nói chung là nó là hợp lý giá túi tiền thôi. Đấy, rất là hợp lý với túi tiền. Đó là hợp với túi tiền. À, rất là hợp túi tiền chứ không có hợp lý. Đây, đai đế các kiểu con đà điểu để cho nó chắc ấy. Anh buộc cái chắc vào nhá. Rồi. Con này tiện trong video ngày hôm nay mình có bán con diều rồi nhá. 3,5 m full carbon đuôi tre nhá. Con này đang bán với cái giá là 800.000 anh em nhá. Sale trong cái ngày hôm nay là 800.000 full carbon. Nan vàng. Nan vàng và có vai, con này có vai. Đây một là một con diều liền anh em ạ. Diều liền 3,5 m. Con này thì cõng dàn bò này rất hợp, nhưng mà bò này là của khách chứ không phải là của mình. Đấy. Anh em ạ, mua vãi đạn kìa. Đấy anh em ơi, mình đi test diều bây giờ trời nó lại còn mưa này. Khổ không? Quá khổ ơi, chết rồi, quần áo thì không có. Anh ơi, kéo đuôi à? Kéo cong cong đuôi lên à? Anh buộc cho nó chắc vào giúp em. Đây là một dàn bò, nói chung là mình chả hiểu tại vì sao mình cứ thích bò anh em ạ. Chả hiểu tại vì sao luôn, mình kiểu mình có duyên với bò kiểu gì ấy, mình chuyên chơi bò thôi. Thế cho nên là nhiều anh em đặt bò ở mình. Đấy. Anh em chơi bò à? Đấy. Có hai cọc sáo. Mình hay chơi bò. Ờ. Chỉ có anh toàn chơi bò thôi, ai chơi bò em không chơi. Anh chơi bò và Tú chơi bò. Em chả chơi thì ai chơi? Tú ơi, chơi nguyên cả đàn bò. Anh Toàn chơi một nửa đàn, còn là Tú chơi nửa đàn đấy. Ơi, chơi ra rồi. Vãi đàn. Bây giờ giải dây ra. Đây à, ăn bên phải này. Phải. Phải bên này. Cái phải là bên nào? Vãi cả phải bên này. Đấy là phải. Bây giờ đứng bên này. Phải bên này là phải trái. Ngồi đằng kia thì nó bên này. Không, nó bên này này. Qua khung cái một chút. Đấy. Kéo xuống đằng kia. Đâu? Anh Cảnh kéo đi anh Cảnh. Không xuống được. Không xuống được. Cứ để đấy. Nói bác trả nghe tối cho bác nghe. Nếu mà anh em có nhu cầu đặt bò hoặc mua con diều thì vẫn cứ liên hệ mình nhé. Mình bảo ơi, mình nhận tất cả các âm sáo anh em ạ. Đấy, bảo anh âm đàng hoàng. Phải nói là ôi giời ơi, lâu lắm rồi mới gặp đàn bò D55 và D60. Mà nó như thế này các bạn ạ. Rất là bóng, mét. Rồi. Nói chung là chủ yêu cầu như thế nào thì mình đặt làm cho y như vậy thôi các bạn ạ. Cần mép, cần đẹp, cần như thế nào thì đều có hết. Ờ, mép khu cái. Đấy. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ giải dây, mình sẽ lại phải hy sinh cái cuộn dây của mình. Anh ơi, nếu mà anh lôi được đến cái tầm nào nó có mấu nối ấy thì cắt đúng cái mấu nối thì được. Không có gì mới làm nhau có mấu nối. Hả? Lấy cái nào? Bây giờ thì mình và Tú sẽ giải dây ra và để test con bò này. Anh em nhớ là bật mắc loa và đeo tai nghe lại nhé, khi nghe sáo mà mình bảo nhá. Đấy anh em ạ. Quá rực rỡ luôn. Lâu lắm rồi thì mình mới có gọi là một cái video mà test sáo dàn trên diều liền. Anh ơi đừng cắt gốc dây. Anh cắt đấy cơ mà. Anh cắt ở guồng mà, anh ơi cắt ở cái chỗ đấy anh. Ờ đừng cắt dây. Đừng cắt dây đang thả. Ờ cắt đi. Bãi đạn này. Chỉ vì test. Chỉ vì không còn dây, dây thả hết rồi anh em ạ. Để test được cái đàn bò này cho khách, tôi đâm ra là mình phải hy sinh cái cuộn dây không một mối nối nào của mình. Mình cắt ra là mình lấy dây là mình test con này. Còn diều mình vẫn đang trên trời anh em ạ.
Ôi rồi, rồi, tiếc ơi là tiếc, mình chơi dây mình chỉ muốn là không có một mấu nối là thôi. À, quay lại cái vấn đề là lâu lắm rồi mình không có một cái video nào quay về diều liền mà cõng sáo dàn cả anh em ạ. Diều liền cõng sáo dàn nghe nó vẫn gọi là chất và ok đấy anh em ạ. Mà lại còn là diều đuôi dái nữa. Lâu rồi không quay đuôi dái, đúng rồi. Lâu lắm rồi mình không quay đuôi dái. Để nói là dái mình quá to luôn anh em ạ. À dái, cái dái cái diều này của mình quá là to luôn. Đây. Cũng về luôn anh em nhé. Quá là to luôn. Mà trông rất là đẹp form nữa này. Anh dựng lên cho em xem mà. Dựng lên. Dựng đứng lên. Dái em cứng mà. Đấy xệ. Đấy xệ. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Rất cân. Khung cái là làm bằng Shimano nhá anh em nhá. Khung cái là làm bằng Shimano xanh. Còn lại là được làm bằng nan vàng nhá. Nan vàng VIP. Và có vai anh em ạ. Nan vàng 1m8. Con này được nghệ nhân Lê Hồng Trung lên. Đấy, và hiện tại nó đang có mặt ở tay mình. Và mình đang bán với cái giá là 800.000 anh em nhá. Diều chất lượng như nào, sáo chất lượng như nào thì anh em phải nghe và thẩm âm thì mới biết được nhá các bạn nhá. Đấy. Cái gì hai cái vững. Ông tai nó nghe tai kia. Em chờ anh bảo là cho hai cái vững. Đấy, nói không nghe bắt đầu bây giờ lại đi nhặt diều. Bất cảnh. Bất cẩn. Con này. Con này đầu nó nặng anh cứ kéo đi. Kéo xuống đi. Kéo nó xuống đi. Kéo xuống kìa. Anh em ạ, đấy, bây giờ thì mình sẽ giải dây thật dài để một phát cho nó lên luôn. Đấy, bắn hết cái dây này luôn, cho nó đỗ tối nay luôn. Lâu lắm rồi thì không chơi đuôi dái anh em ạ. Không chơi đuôi dái nữa, nên ra là mình không biết là nó có hiền, nó có đỗ hay không. Mình không dám tự tin vào con này, diều mình chưa thả lần nào. Mà ngày hôm nay mình cho con bò là lên trên con này cõng thì phải nói là rất là liều. Sáo thì là của khách. Đấy, tiền thì là khách chuyển hết sạch rồi. Bây giờ mà nó có hoạt một cái thì... À, hai các cháu nhà này á. Đây. Hai các cháu luôn. Vào đây. Quăng mẹ ăn ruộng nhỉ. Nhưng cháu này á, nửa đốt ngón tay thôi. Quăng không đành. Anh Toàn nửa đốt nữa rồi, gọi là một đốt. Thế thôi. Tích, làm xe. Rom rom, bước. Nhiễm rồi. Nhiễm rồi. Đúng rồi. Dài dây ra không đấu lên được đâu. Phải dài hẳn ra, bây giờ gió dưới nó yếu rồi. Hết đường nó bây giờ cứ hết đường mà đâm. Đấy. Ok anh em đợi mình một tí nha, để cho Tú đâm nhá. Nào anh em ơi, chuẩn bị mắc loa và đeo tai nghe lại để nghe cái dàn bò non này nhá. Chưa có gió đâu, khổ lắm. Từ từ nhá. Cơn đâu ra, con diều bé kia nó còn thế kia. Tú ơi, con diều bé nó còn thế kia thì đâm sao được lên. Con diều bé nó còn thế kia lên làm sao được. Hỏng sáo đấy. Thôi để cậu vất dây qua cho. Còn đâu. Không lên nổi kia đây. Con này mà nó cắm xuống thì tan hết. Nhưng mà cố làm gì. Cố nó trao xuống ruộng thì cố làm gì. Hỏng cả ra cố làm gì. Quay đi cháu. Quay cả đây đây. Vâng. Đấy anh em ạ. Chiều thả diều cắt cỏ chăn trâu. Trâu nhìn thấy bò sợ chạy. Trâu nhìn thấy cái diều ấy. Không lên được đâu, hỏng sáo đây. Được gì nào. Lại còn cố nữa. Thôi được. Tuy mày. Nào mang loa đeo tai nghe nhá. Thôi. Nào mắc loa đeo tai nghe phát đây. Lên thả luôn. Đang gió. Gặp cơn rồi đấy, thả đi. Đánh rồi, chỉnh cho mấy kia quá rồi. Cù này trao lắm. Thank you.
là mày, mong là không sao anh em, mong là không sao mẹ, vai rồi, vai thật, nó kiểu nó nặng đầu quá anh em ạ, quá là không ổn. Và anh em đợi mình tí để mình xem xét lại nhá. Sáu chiếc thì may là không sao anh em ạ, sáu chiếc may may không sao, may sáu chiếc không sao, tầm đĩa không sao. Ok, vẫn ok ngon lành anh em. Ok anh em ơi, part 3 đâm lại nhá. Part 3 đâm lại đâm dài nha các bạn nhá. Thật sự là quá là lâu rồi, lâu lắm rồi không chơi cái loại này. Đi đi zig cho bên này. Lâu quá rồi không chơi loại này anh em ạ. 3.5m. Đuôi dài. Thề không? Ngực vãi lạn luôn. Chạy á? Cái này á? Nào. Lên nhá. Số to quá thế. Chạy nó đi lên kìa. Cướp nhả ra cái nó đảo. Nhả ra cái bắt đầu đảo. Loại này mà tuột dây thôi. Wow, bắt đầu ngoáy rồi. Bắt đầu vũ điệu samba rồi. Nhiều coi. Alo. Alo anh Thái à? Ờ. Nhưng số mình bán rượu bán gì em? Con đấy 60.000 em ạ. Hồ 50.000 đó, lúc anh đang bán trên live stream đó mà. Bán trên live stream sale giá rẻ. Anh ơi, ship tầm 2-3 ngày em ạ. Ok ok em. Đang thả dây rồi. Thả dây rồi. Yeah rồi, anh em mới nói thật với các bạn này. Nghĩa Hưng Bắc Giang mình rất là nhiều cái nó gọi là, anh hay cầm một em ơi, siêu phẩm máy phá sáo. Ui, quay rồi. Nói thật, quay à? Đấy rồi. Nói thật với các bạn là Nghĩa Hưng Bắc Giang, Nghĩa Hưng Làng Giang Bắc Giang mình rất là nhiều siêu phẩm máy phá sáo. Hết quả máy phá sáo của Tú đến quả máy phá sáo này, may là nó cũng có 3 lần thôi. Nó chưa đến 8 lần như của Tú anh em ạ. Thì đấy các bạn ạ, trong cái video này mình chỉ muốn gọi là test cái dàn sáo để cho các bạn nghe thôi. Nhưng mà thực tế thì tí nữa là không còn sáo để mà giả chủ. Con này phải đâm dài, không đâm ngắn được. Ngươi bảo kéo đi đứng phải đâm dài chứ không đâm ngắn được anh em. Máy rồi. Quá dã man. Thôi Tú ơi, khả năng xong cho nó xuống đi. Gì tua nói. Cái loại bò này nó gầm dã man rồi anh em ạ. Bảo tại sao mình hay chân bò trên trời. Nó kêu to, nó không kêu hay thôi. Ờ thì bò nó không kêu hay nhưng mà nó kêu to. Mình chỉ thích kêu to anh em ạ. Nhưng đấy tụt cái nào nó xem đấy nào. Ờ đúng rồi. Ok anh em nhá, thì chủ yếu trong cái video này mình muốn test cho các bạn xem cái con bò này thôi. Đây các bạn ạ. Thì nếu anh em nào cảm thấy video mình hay, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ cho kênh nhá. Âm có khét hay không thì anh em bình luận xuống phía bên dưới video giúp mình nhá. Bye bye tất cả anh em.